Như hôm nay nghỉ hát phải không ta? Trời ơi đúng rồi. Trời ơi con cảm ơn luôn á. Rồi tận hưởng thôi, tận hưởng không khí trong lành, vườn cây xanh tươi. Lỗ tai ơi không có bị làm phiền nữa rồi. Trời ơi cảm ơn. Lâu lắm rồi mới có được một ngày như thế này. Thư giãn thôi. Trời. Ủa tôi hát bên nhà tôi mà trời. Ủa cái âm thanh nó phải bay đi chứ không lẽ cho gói gọn trong cái nhà chị. Chứ vừa phải thôi. Ngày xưa hả là cuối tuần chị hát thì còn được. Từ lúc nghỉ dịch cho tới hả chị hát từ ngày từ sáng cho tới đêm, hát từ thứ hai lết qua tới chủ nhật luôn, ai mà chịu nổi. Nhiều khi nằm ở nhà mà hả hốt nguyên bộ luôn, nào là nhạc đỏ, nhạc vàng, chưa cái hết. Mình lớn mình sẽ hát nhạc thiếu nhi nữa chị. Ủa? Tôi thích hát nhạc thiếu nhi cũng ý kiến nữa. Nè chị ơi, trời ơi, ở nhà nghỉ dịch thì tôi mới hát, chứ dù có công ăn chuyện làm đi làm bình thường thì hát chi, đúng không? Đâu có rảnh. Bây giờ rảnh nè. Với lại nè, hát karaoke á là một cái chuyện là xả stress, chị hiểu không? Một cái giải pháp lành mạnh nhất rồi. Tôi đồng ý là như vậy mà phải chi chị hát hay không nói. Ủa tôi hát hay mà trời. Trời đất ơi. Nè, chị đừng giỡn nha. Trong công ty tôi nha, lúc mà còn đi làm á, là công ty tôi là văn nghệ của công ty là tôi thầu hết nha. Trời ơi, cuộc thi nào tôi cũng thi chứ bộ. Rồi, team của chị là thua hết đúng không? Trời ơi, sao thua? Thắng. Xin lỗi chị. Trời ơi, tôi hát mà không giật giải là tôi hát tiếp. Tôi hát chừng nào giật được cái giải thôi, giỡn hoài. Tôi hiểu rồi, là chuyện gia tấn người ta nên chị mới có giải đó. Thôi chị ơi, chị hát cái gì mà hát ngày hát đêm, rồi chị hát xuyên màn đêm, hát lê hát lít qua hết rồi tháng này tháng nọ làm sao? Đam mê vừa phải thôi, ai mà chịu nổi. Nè, chị mà cứ tiếp tục hát như vậy hoài á, tôi mà tôi điên lên nha, là chị đừng có trách tôi đó. Ủa? Trách gì? Ủa thì cùng lắm thì giờ tôi im được chưa? Làm ơn giùm tôi cái. Sớm làm với nhau không vậy, hát nữa là đừng có trách tôi á. Mệt thiệt luôn á. Trời ơi. Ở mà hàng xóm cái kiểu này chắc bán nhà dọn đi cho rồi. Năm 17 tuổi em đi lấy chồng, tới số với tôi trong nhớ đục chiều phận gái xa xôi. Ấy gì vậy? Đục cho mỏi chị bây giờ á. Ủa trời đất ơi, cái gì vậy trời? Nhà tôi mà trời, sao ai muốn sọc vô là sọc vô vậy? Chị mất cười quá vậy. Tôi hát trong nhà tôi mà ảnh hưởng gì tới chị? Chị hát trong nhà nhưng mà nó bay qua nhà của tôi, cái âm thanh đó ai mà chịu nổi. Trời đất ơi, chị hát cái gì? Duyên phận hả? Rồi đắp mộ cuộc tình hả? Trời đất ơi, cái gì? Bao nhiêu tuổi? 17 tuổi hả? Xin lỗi à, chị có gấp mấy lần cái 17 tuổi á chứ bà đặt. Không biết là sao. Ủa chị vô vậy, vậy? Cái gì? Ông xã, có người kiếm chuyện kìa. Bây giờ em hỏi anh chứ, em hát karaoke bên nhà của mình mà, đâu có dính ảnh hưởng gì đến chị đâu. Bây giờ chị kiếm chuyện với em kìa, chứ đâu qua đây chứ đục em nữa kìa. Nè, tôi không có kiếm chuyện nha, có chuyện tôi mới qua nha. Anh, chị nói là chị không yêu anh đó. Cái gì? Cái gì? Ủa tôi nói hồi nào? Chứ chị thấy rồi, tôi không yêu anh thì phận làm con gái đi lấy chồng gì đó. Ủa cái đó là bài hát mà chị mắc cười. Ủa cùng, ok rồi. Chị nói vậy đúng không? Tôi hát bài khác. Em muốn sống anh đang trên đời như áo mây. Áo mây.
mày khác sao? Khác cặp cái gì vậy? Chị nổi hết cái da gà luôn. Ủa hài lòng chị chưa? Nè chị mất cửa, tôi sống trọn đời bên chồng tôi chị cũng không chịu. Rồi tôi bỏ ổng á, chị cũng không ưa. Chị vậy chị muốn tôi sống sao? Tôi chỉ muốn chị không hát nữa. Chứ đâu phải ca sĩ đâu mà chị hát hoài vậy. Xin lỗi chị nha, từ bữa giờ tôi không bỏ lẻ bài nào nha. Tôi hát một lần là tôi bỏ sĩ 20 bài không nha. Chị muốn ngày mai tôi bỏ sĩ Tàn Quốc 40 bài vậy chị không? Lần này lần cuối nha chị nha. Xác nhà xác dách là tôi nhịn chị dữ lắm rồi. Bữa nay là tôi không chịu nổi rồi, tôi xin lỗi anh nha. Chị nhà mà cứ như vậy hoài là tôi xúc chị luôn đó. Trời xin lỗi ngon vào vô. Thôi cái gì vậy? Anh buông em ra coi. Anh nói em nghe nè, trong trường này em sai rồi, bỏ đi. Ủa? Ông xã? Anh là chồng em. Đúng, anh đang là chồng em. Thì đúng rồi, anh vẫn là chồng em đúng không? Anh là chồng em. Thì tại sao anh không binh em? Em sai, anh không thể nào binh em được. Em sai chỗ nào? Em ơi, bây giờ sẵn đây anh nói luôn nè. Trong cái khoảng thời gian vừa qua ở nhà trong dịch, anh thấy em không có công ăn việc làm, em không biết làm gì hết, thì anh để cho em hát thoải mái. Nhưng mà em hiểu được cái cảm giác của anh không? Anh bị tra tấn dã man lắm. Bây giờ ảnh hưởng đến bà con hàng xóm rồi, không phải một riêng một mình anh nữa. Anh phải nói thôi, em hát dở lắm, khủng khiếp lắm em à. Ông xã, anh chê em. Em hát dở. Yeah, em hát dở thiệt. Ủa ông xã, mới đầu dịch là anh khen em luôn á ông xã. Em tin luôn hả? Ủa anh là chồng em, không tin chồng em là em tin chồng người ta. Trời ơi. Ủa tại vì anh khen em thì em nghĩ là em hát hay thiệt. Chồng em muốn em hát thì em mới càng ngày càng hát nhiều bài hơn. Ôi xí, hay vậy chồng. Sao bà dễ tin chồng bà quá vậy? Vì bà ổng thương bà thì ổng mới nói vậy thôi. Chứ bà hát tôi nói thiệt với bà cả xóm ngã rạp rồi kìa. Anh nghĩ là em đủ nhận thức để em biết là em hát dở hát hay chứ? Không có. Anh khen em cho em vui. Thì tại anh khen em mới hát mà. Mời bây giờ anh nói thẳng luôn nha. Âm nhạc không có lỗi, người yêu âm nhạc cũng không có lỗi. Nhưng mà em tối ngày sống ích kỷ, em nghĩ tới niềm vui riêng của mình thôi. Mình thỏa mãn là niềm vui của mình á, mình không nghĩ gì tới cộng đồng hết á. Nó là nỗi đau khủng khiếp lắm mà ảnh hưởng đến người ta nha. Trời ơi là trời, nói thiệt anh chị á, chống dịch đã khó khăn, đã khổ sở dữ lắm rồi, mà bây giờ còn phải chống luôn cái nạn karaoke hát ù quơ vậy, ai mà chịu nổi. Thì cũng lắm em bớt quơ lại, ai biết đâu. Em đâu nghĩ làm phiền hàng xóm như vậy đâu. Thì em xin lỗi là đã làm phiền mọi người, em xin lỗi làm phiền chị, làm phiền hàng xóm. Thôi được rồi, để mai em lắp cách âm hẳn trong nhà em luôn, để không làm phiền ai khác nữa. Trời ơi, chết tôi luôn. Năm 17 tuổi em đi lấy người ta. Trong nhớ đục chiều phần gái sang sông. Ây ây, xác nhà xác chất là tôi nhịn chị dữ lắm rồi. Bữa nay là tôi không chịu nổi rồi, tôi xin lỗi anh nha. Chị nhà mà cứ như vậy hoài là tôi xúc chị luôn đó. Anh phải nói thôi, em hát dở lắm, khủng khiếp lắm em ạ.